Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay Xem về xã Quế Long của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 4.000 mét vuông. Nhưng mà 4.000 mấy mét vuông nha anh chị, nhưng mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình là 3.000 mét vuông. Trong đó chủ sẽ chia cho mình 150 mét vuông thổ cư để anh chị gì có thể cất nhà ở nha. Trước tiên để Xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng ra đường huyện lộ. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới huyện lộ thì tầm khoảng 200 mét là tới rồi nha anh chị. Ra đó anh chị rẽ mé bên trái thì anh chị đi về hướng Long An. Còn chị rẽ phải thì về hướng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang luôn nha anh chị. Còn hướng ngược lại đây là cái con đường thông luôn. Nó đường này đi thông qua, rồi cũng băng qua nhiều bên đó đó. Còn từ đây mà anh chị có thể đi cái con đường này nè, mà ra xã Quế Long thì tầm khoảng 1,5 km. Ngay đó có chợ và có trường học luôn nha anh chị. Có đầy đủ tiện ích nơi đó luôn. Còn cái mảnh đất mà chủ cắt ra bán cho anh chị là mình vô cái con đường này. Đó, con đường này về thì có thể Hùng với chủ mình đổ thêm ra rộng ra tí xíu nữa nha anh chị. Sau này anh chị cất nhà ở rồi anh chị ra chạy xe ra vô được cho nó thoải mái. Diện tích đất mình nó có cái bề ngang theo con đường này là 65m và cái chiều sâu vào là khoảng 46m nha anh chị. Do sổ cắt ra cho nên em chỉ coi cái hành tinh sổ rồi em đo hào á, hào ở phía bên ngoài. Cái vị trí 65m thì để em lên tới em chỉ cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn. Đây thanh long mình đang cho tái đổ chối luôn anh chị. Đây là cái em để cái cùi thanh long ngay vị trí này ha. Từ đây mà đổ dài lên trên đó là 65m mặt tiền. Và mình có cái chiều sâu vào là 46m. Tổng diện tích là khoảng 3.000 mét vuông. À, được cái mình đi chợ chứ có, nếu sau này cất nhà có con nhỏ đi học thì tầm khoảng 1,5 km à. Tới chợ tới trường học luôn anh chị. Xã Quế Long của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Nó cái đường này lên trên đây thì có lên nhà trên đây nha anh chị. Nó sau này mình rủ cái nhà đó mình đổ bên đây cho nó rộng ra nữa cũng được. Ở đây đặc sản là thanh long nha. Nó em về cái vùng đặc sản thanh long để quay giới thiệu cho anh chị xem. Anh chị xem cái mảnh vườn thanh long mà chủ cắt bán mà có thổ cư luôn nè anh chị. Còn từ đây mà anh chị có thể về thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang á, thì để chút nữa em lên định vị Google Maps phân cách cho anh chị mình xem. Đây vòng vòng đây thanh long rất là nhiều lắm nha anh chị. Đó. Đây anh chị thấy không, vườn thanh long tới xum xê luôn. Giờ anh chị về cái vùng đất đây em đi tới cái mỹ ganh em chỉ cho anh chị xem nha. Đây mỹ ganh mình là ngay chỗ mỹ gào có cái trụ này anh chị, nó có trụ ha, đi sâu vào là 46m đó. Còn đây là quay về hướng mặt tiền của đất mình nè. Để em vô tông mát em lên định vị cho anh chị mình xem. Và đây là cũng là cái mặt tiền đất mình xây về hướng mặt tiền á, là hướng tây nam nha anh chị, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á để tiện tham khảo luôn. Tính từ cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 32 phút, khoảng cách là 21 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 45 phút, khoảng cách là 93 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh xem lấy điểm là bến xe miền Tây,
từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây. Thời gian đi là 1 giờ 26 phút, khoảng cách là 58 km. Đó anh chị, thành phố anh chị đi về đây thì cũng rất là gần nha anh chị. Nó còn từ ngay vị trí anh chị nào mà ở khu Gò Công á, từ cầu Mỹ Lợi mà anh chị về tới đây thì tầm khoảng 56 phút, khoảng cách là 43 km. Đó ha. Rồi vừa gọi làm lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi giờ để xem bước vào bên trong cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn nha. Trong đất mình thì sạch đẹp, không có màu mỡ nha anh chị. Nhưng mà ngay chỗ phía trước mình cái đường đi vô thì có nha. Cái phía bên sau đây cũng có. Còn xung quanh đây không có, đặc biệt là trong đất mình không có được rồi. Bên đó thì cũng có nhà người ta ở nữa. Hiện tại là chủ đang kêu cái mảnh này giá là 600 triệu cho 1.000 m². Như vậy thì mình có khoảng 3.000 m² thì tầm 1 tỷ 8 anh chị ơi. Giá này anh chị có thể vừa gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện thêm gì giá cả nha anh chị. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Quế Long của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645, xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp chủ đất. Rồi để có thể thương lượng nha anh chị. Còn anh chị nào lần đầu ghé xem kênh Nhà Đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm nhà vườn, đất vườn khu vực Tiền Giang quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị nào thấy phù hợp thì anh chị có thể liên hệ cho xem nha. Đó. Ngon cái là mình có được 150 m² thổ cư. Đây mình đi dài vô tới cái phía bên đó là hết cái ganh của mình, là ngay chỗ thanh long 99 đó. Để em kéo lại cho anh chị xem. Rồi còn bên kia là của anh ta nha anh chị. Đây. Đây anh chị thấy ha, thanh long cái trụ trụ vậy nè. Chợ Gạo là đặc sản là thanh long nha anh chị. Ăn tái rất là ngọt. Rồi đặc sản cũng là dừa Mã Lai nữa. Đó. Trong đất mình thì rất là cao ráo nha anh chị. Mảnh này cũng phù hợp cho anh chị về đây để cất nhà ở cũng vẫn được nha. Nhưng mà đặc biệt mặt tiền của mình là tới 65 m nha anh chị. Chiều sâu vào là 46 m. Đó. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ cho xem nha. Giá chỉ có 600 triệu à, cho 1.000 m². Tổng diện tích chủ cắt cơ bán cho mình là 3.000 m² thì tầm khoảng 1 tỷ 8 nha anh chị. Đó. Lên đây là lên tên nhà dân người ta nữa nè. Đó anh chị thấy ha. Đây là nổi tiếng thanh long. Đặc biệt mình xuống cái đường huyện lộ bên đây, đường tỉnh lộ bên kia là rất gần luôn nha anh chị. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ xem cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.